quý vị và các bạn, vào khoảng 21 giờ ngày 30 tháng 5, tại công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hưng nghiệp Phamosa Hà Tĩnh, một vụ nổ lớn đã xảy ra trong quá trình vận hành lò cao số 1, có thể là từ thiết bị hun khói của lò vôi và không gây ảnh hưởng lớn đến dây chuyển vận hành lò cao. Một số người dân sống cạnh FHS kể sau khi nghe tiếng nổ lớn thì họ chạy ra thì thấy trong khu công nghiệp có cột khói lớn bốc lên. Mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra thì họ rất lo lắng về độ an toàn trong khu vực. Một lãnh đạo địa phương cho hay sau khi nhận thông tin đã có mặt tại hiện trường vụ nổ để kiểm tra và xác minh. Vụ nổ xảy ra trong quá trình vận hành lò cao số 1 có thể từ thiết bị hun khói của lò vôi và không gây ảnh hưởng lớn đến dây chuyển vận hành lò cao. Trước đó, ngày 29 tháng 5, thì FHS thực hiện đốt lửa khởi động lò cao sau báo cáo đã khắc phục trước 52 trên 53 sự cố. Hiện khu vực xảy ra vụ nổ vẫn xuất hiện những bụi khói cao và nhiều tiếng nổ nhỏ.